Ngày 21 tháng 11, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử và tuyên phạt Nguyễn Hữu Chánh, 23 tuổi, 12 tháng tù, Huỳnh Thanh Tú, 20 tuổi, cùng ngụ quận 8, 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ ngày 14 tháng 6 năm 2017, Chánh rủ Tú đi trộm cắp tài sản của người nước ngoài bằng thủ đoạn tiếp cận rủ đi khách sạn massage hay mua dâm rồi lợi dụng sơ hở chiếm đoạt tài sản. Tú chở Chánh đi qua nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Khi đi đến đường Pasteur quận 3, cả hai phát hiện một người đàn ông người nước ngoài chưa rõ quốc tịch đang đi bộ nên tiếp cận rồi móc túi người này lấy điện thoại. Sau đó Tú rồ ga chở Chánh bỏ đi. Do không biết bị trộm điện thoại nên nam du khách bỏ đi. Cũng thủ đoạn như trên, 22 giờ cùng ngày, cả hai phát hiện hai nam du khách quốc tịch Mỹ đang đi bộ. Tú dừng xe để Chánh xuống tiếp cận nói chuyện và rủ du khách này vào khách sạn massage. Trong lúc nói chuyện, Chánh đã thò tay vào túi quần bóp của quý của nam du khách làm mất cảnh giác. Tay còn lại móc điện thoại rồi lên xe bỏ chạy. Hai du khách phát hiện đã kéo đuôi xe của Tú và Chánh. Tú tăng ga bỏ chạy kéo lê người này một đoạn thì bị người dân xung quanh bắt giữ, giao công an xử lý.